Bạn chưa biết cách sử dụng Fabibox? Video này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và sử dụng chỉ trong 10 phút. Trước tiên, bạn cần đăng ký phần mềm với 7 bước cơ bản để bắt đầu sử dụng Fabibox. Bước 1, đăng ký số điện thoại. Nhập số điện thoại, OTP và đặt mật khẩu. Lưu ý, cần đăng ký chính xác số điện thoại chính chủ. Đây sẽ là số điện thoại đăng nhập ứng dụng quản lý doanh thu từ xa. Bước 2, nhập thông tin cửa hàng, chọn mô hình kinh doanh. Hệ thống sẽ đề xuất menu mẫu, bạn có thể chỉnh sửa sau. Bước 3, thiết lập khu vực bàn. Bước 4, thiết lập nguồn đơn bán hàng, cho phép ghi nhận doanh thu theo từng nguồn đơn, giúp bạn thống kê doanh thu chi tiết của từng nguồn. Bước 5, thiết lập hình thức thanh toán. Bước 6, thiết lập mẫu hóa đơn, in ấn. Bước 7, tạo tài khoản thu ngân theo ca. Hoàn tất thiết lập. Tài khoản đã sẵn sàng, bây giờ cùng khám phá cách sử dụng Fabibox trong bán hàng. Bạn cần đăng nhập tài khoản để bắt đầu ca bán hàng. Sau đó, bạn cần điền số tiền mặt đầu ca, nhấn mở ca để bắt đầu bán hàng ngay. Khi khách gọi món và thanh toán ngay tại quầy, bạn cần thực hiện các bước sau. Chọn nguồn đơn, mang về hoặc tái chỗ. Tiếp theo, chọn món từ danh sách thực đơn, tăng, giảm số lượng món tùy ý. Thêm ghi chú món nếu cần. Tại bước thanh toán, chọn các hình thức thanh toán phù hợp, chọn tiền mặt, nhập số tiền khách đưa. Phần mềm sẽ hiển thị số tiền trả lại. Chọn thanh toán chuyển khoản, máy POS sẽ thông báo giao dịch chuyển khoản thành công. Khi khách ngồi tại quán, bạn chọn order theo bàn, chọn bàn trống và thực hiện order. Nhấn xác nhận đơn, phần mềm sẽ tự động in phiếu order. Nếu khách gọi thêm món, bạn có thể tiếp tục order liệt tiếp theo trên chính bàn đó. Phần mềm sẽ cập nhật trạng thái bàn như bàn đang sử dụng, bàn trống, giúp bạn dễ dàng theo dõi. Ngoài ra, phần mềm hỗ trợ gộp, tách hóa đơn, chuyển bàn giúp bạn linh hoạt trong xử lý tình huống với khách hàng. Nhấn thanh toán để hoàn thành hóa đơn. Fabibox cho phép tạo phiếu thu chi nhanh chóng. Mọi khoản phát sinh trong ca bán đều được ghi nhận đầy đủ, giúp chủ quán dễ dàng theo dõi và đối soát. Bạn có thể theo dõi toàn bộ hoạt động của ca bán hàng trong mục ca hiện tại, từ thông tin ca, doanh thu bán hàng, các khoản thu chi đến tiền bàn giao ca, theo dõi toàn bộ hóa đơn bán hàng trong ca. Kết thúc ca bán hàng, hệ thống in phiếu chốt ca giúp bàn giao minh bạch, dễ dàng đối soát. Tiếp theo, chúng ta có thể đến phần hướng dẫn cài đặt, quản trị để tối ưu vận hành cửa hàng. Bạn có thể thiết lập danh mục để phục vụ bán hàng, tùy chỉnh, thực đơn, khu vực bàn. Đặc biệt, Fabibox cho phép bạn tạo các chương trình giảm giá tự động ngay trên máy POS, giúp dễ dàng triển khai và theo dõi hiệu quả của chương trình. Ngoài ra, có thể tùy chỉnh các danh mục khác như tùy chỉnh danh mục thu chi theo hình thức thanh toán, tạo tài khoản nhân viên thu ngân. Trong mục báo cáo, bạn có thể theo dõi toàn bộ các chỉ số bán hàng. Báo cáo doanh thu giúp chủ quán đo lường hiệu quả kinh doanh và tổng hợp điều chỉnh thực đơn và chương trình khuyến mãi. Báo cáo cả bán hàng giúp kiểm soát và vận hành từng ca, bàn giao minh bạch, tránh thất thoát. Báo cáo thu chi cho phép ghi nhận thu chi từng ca bán hàng và cơ sở để chủ quán đối soát và tính lời lãi. Chức năng giới hạn phân quyền truy cập và các tác vụ chỉnh sửa liên quan tới doanh thu, thực đơn và báo cáo giúp quản lý chặt chẽ, tránh gian lận trong vận hành. Chủ quán hoàn toàn có thể quản lý cửa hàng từ xa với ứng dụng quản lý Fabibox. Toàn bộ báo cáo được đồng bộ tức thời từ phần mềm bán hàng, đảm bảo dữ liệu luôn chính xác, kịp thời để bạn đưa ra quyết định nhanh chóng. Với gần 20 loại báo cáo bán hàng chi tiết, Fabibox giúp bạn theo dõi hoạt động kinh doanh hiệu quả. Báo cáo tổng quan cho bạn cái nhìn toàn diện về doanh thu, số lượng đơn, hiệu quả chương trình theo từng ngày. Kết hợp cùng báo cáo chi tiết mặt hàng bán giúp bạn thống kê các món bán chạy, món bán chậm, từ đó tối ưu menu và kế hoạch bán hàng hiệu quả.